Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Theo dòng thời sự sáng chủ nhật của chúng tôi. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi có một cuộc trò chuyện rất đặc biệt với một vị khách mời. Đó là một ca sĩ Thái Thùy Linh, thường được gắn liền với rất nhiều chương trình âm nhạc từ thiện. Và hôm nay, chị sẽ là khách mời trong chương trình của chúng tôi. Và đừng quên số máy của chúng tôi là 02439341040. Nếu như quý vị và các bạn có những lời giao lưu với ca sĩ, thì hãy gọi về số điện thoại 02439341040 để giao lưu với khách mời của chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì để đáp ứng yêu cầu của thính giả Chu Việt Đáp ở Thái Bình, chúng tôi muốn phát tặng bài hát Bác sĩ ơi nụ cười để gửi tặng tới các cán bộ, nhân viên ngành y tế trên toàn quốc nhân dịp 27 tháng 2 sắp tới, và gửi tới thầy thuốc ưu tú là Vương Kim Lộc, và gửi tới ba người con là Chu Mỹ Diệu, Chu Mỹ Dung, Chu Ngọc Diệp đều đang công tác trong ngành y. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cứu người của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Bác sĩ ơi nụ cười, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Tôi nhận ra em nụ cười bác sĩ trẻ trong tiếng reo lũ ve ngọn gió ưu tư bệnh viện chưa hè. Tôi nhận ra em nụ cười bác sĩ trẻ cơn bão đã đi qua. Biển biếc hôm nay con sóng hiền hòa. Nghe đâu đây tiếng trẻ sơ sinh khóc chào đời. Bao lo âu qua đi người già nào vừa thoát cơn hiểm nguy. Em vui chi mặt trời mùa xuân hát câu gì. Mặt trời gọi tên em bác sĩ. Bao nhiêu tháng trầm đi qua trong đời ai không một lần gọi tên em bác sĩ ơi. Bao nhiêu tháng trầm đi qua trong đời ai không một lần chờ mong em bác sĩ ơi nụ cười. Tôi nhận ra em nụ cười bác sĩ trẻ trong tiếng reo lũ ve ngọn gió ưu tư bệnh viện chưa hè. Tôi nhận ra em nụ cười bác sĩ trẻ cơn bão đã đi qua. Biển biếc hôm nay con sóng hiền hòa. Nghe đâu đây tiếng trẻ sơ sinh khóc chào đời. Bao lo âu qua đi người già nào vừa thoát cơn hiểm nguy. Em vui chi mặt trời mùa xuân hát câu gì. Mặt trời gọi tên em bác sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng theo dõi Theo dòng thời sự sáng chủ nhật với VOV1 của chúng tôi. Và như đã giới thiệu từ ban đầu thì quý vị và các bạn biết không, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành trên cả thế giới thì đội ngũ các y bác sĩ đang nỗ lực phòng chống dịch và giữ ổn định bình yên cho cuộc sống của đồng bào, và các nghệ sĩ thì cũng đang chung tay đóng góp để xoa dịu nỗi đau cho các bệnh nhân bằng lời ca, tiếng hát và những hoạt động hỗ trợ của mình. Ví dụ như thể có các hoạt động nấu cháo, các bữa ăn thiện nguyện đến với bệnh viện. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ca sĩ Thái Thùy Linh, là một ca sĩ mà khi mà nhắc đến thì ai cũng bảo đây có phải là ca sĩ mà thường có những cái hoạt động thiện nguyện ở bệnh viện. Và đúng như vậy, hôm nay thì chính vì là chị có những rất nhiều hoạt động thiện nguyện ở tại bệnh viện thì hôm nay chị đã là khách mời đặc biệt trong chương trình của chúng tôi hôm nay. Xin chào ca sĩ Thái Thùy Linh, xin mời chị hãy gửi đến lời chào đến các quý thính giả đang theo dõi trên VOV1 của chúng tôi ạ. Xin chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng chủ nhật, chương trình đặc biệt sáng chủ nhật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng. Hôm nay tôi rất là vinh dự bởi vì là tôi được có mặt ở đây trong cái chủ nhật gần sát với ngày Thầy Thuốc Việt Nam nhất. Vâng. Để được chia sẻ
gửi gắm ra cả những cái tâm sự cũng như là tình cảm của mình đến với những người làm ngành y. Và đặc biệt là thực ra cái điều tôi muốn chia sẻ nhiều hơn đấy là lại là những cái chia sẻ đến với khán thính giả, để cho mọi người có được biết đâu đấy có những cái câu chuyện gì đó để cho mọi người có thể thay đổi, có thể là có thêm những cái tình cảm, trước tiên là cái sự cảm thông và sau đó là yêu mến và ủng hộ với những cái công việc rất là khó khăn của các y bác sĩ, các nhân viên y tế. Vâng, quý vị các bạn thân mến, Bích Liên có một cái chia sẻ này có lẽ rất là hơi cá nhân của mình, là bởi vì là khi mà biết chị Thái Thùy Linh, từ khi biết chị Thái Thùy Linh đến giờ cũng là chắc cũng phải 20 năm rồi. Và từ ngày đấy chị Linh luôn là một cái người rất là hoạt bát, rất luôn là một người sống luôn luôn cháy hết mình và luôn muốn sống một cuộc sống có ý nghĩa. Và chính vì là một người hoạt bát thì hôm nay có vẻ trên xuất hiện trên chương trình thời sự, chị Linh có vẻ hơi nghiêm túc phải không ạ? Thực ra là mình đang nghĩ xem là mình nghĩa là phải từ từ ấy. Vâng. Mình từ từ, bởi vì là mình biết là cái chương trình này thì đang có rất là nhiều các khán thính giả là những người lớn tuổi này. Vâng. Người ở những cái vùng sâu, những vùng xa xôi, có thể là mọi người sẽ bị bất ngờ, có thể là mọi người sẽ cảm thấy không được thoải mái lắm nếu như mà ngay đầu chương trình đã có một cô lại cứ hớn ha hớn hở. Và đặc biệt là các y bác sĩ nữa, mình nghĩ là chắc là một vài phút để cho mọi người làm quen với nhau và có thể là làm quen cả với cái giọng nói của mình, bởi vì là khi mà Linh mà vui thì Linh hay bị là nó sẽ rất là thoải mái và cái độ hớn hở là nó hơi cao. Thật ra Bích Liên nói như thế để tạo một cái không khí thật là vui vẻ thôi. Bây giờ với rất là nhiều những thính giả đang theo dõi chương trình thì Bích Liên tin chắc rằng là không cần phải là nhìn thấy mặt đâu, khi mà nghe thấy giọng nói của chị Thái Thùy Linh thì rất là đặc trưng rồi, họ có thể nhận ra ngay ca sĩ Thái Thùy Linh. Chị Thái Thùy Linh thân mến, như Bích Liên cũng đã chia sẻ với quý thính giả đang theo dõi chương trình là hôm nay Thái Thùy Linh đến đây để chia sẻ về những cái điều mà chị Thái Thùy Linh thầm, ví dụ là cảm ơn này, biết ơn này, những cái điều mà chị gặp rất nhiều trong những chương trình thiện nguyện của mình khi đến với các bệnh viện. Và để trở lại cái quãng thời gian về trước nữa, Bích Liên muốn hỏi chị là từ đâu mà chị có những cái ý tưởng để thực hiện nên những cái chương trình thiện nguyện ngay tại bệnh viện. Mình được chia sẻ về cái câu chuyện này rất là nhiều lần rồi, nhưng mà thôi hôm nay thì lại xin được chia sẻ lại một lần nữa cái lý do mà mình đã thực hiện những chuỗi chương trình ở bệnh viện. Đó là từ một cái câu chuyện rất là nhỏ thôi, từ năm 2008 thì phải. À không, 2009 thì lúc đó mình có vào bệnh viện Bỏng để cùng với các nghệ sĩ là đi thăm hỏi một cái cháu bé mà bị bỏng, bị ngã vào nồi cháo đang sôi. Thì là lúc đó thì là đấy là những cái ngày cuối năm, ngay trước Tết Nguyên Đán đấy. Thế sau đó thì khi mà vào bệnh viện để thăm hỏi cháu bé ấy, và đồng thời là tặng lì xì cho các bệnh nhân ở trong bệnh viện ấy, thì lúc đấy thì mình có nghe được một cái nữ bác sĩ mới nói là em ơi thì chị nói vui thôi, các chị ở đây rất là cảm thấy là ghen tị, bởi vì là các bệnh nhân thì tuần nào tháng nào thì cũng đều có người vào thăm, các mạnh thường quân rồi là như các em các nghệ sĩ vào để tặng quà và động viên tinh thần, nhưng mà các y bác sĩ là những người rất là vất vả. Và cái lịch trực, cái đặc thù công việc là cái lịch trực liên miên, thì các chị còn không có cái thời gian nào để mà đi giải trí, để đi nghe ca nhạc. Chị chỉ mong rằng là nếu mà có dịp quay trở lại bệnh viện thì các nghệ sĩ có thể hát cho các y bác sĩ nghe một vài bài, mà hát chay cũng được, không cần nhạc. Thực sự là chị ấy nói rất là chân tình. Yeah. Thì sau đó thì về thì mình cứ nghĩ mãi về cái mong ước đấy của chị ấy, bởi vì mình thấy rằng là ở Việt Nam thì có nhiều nghìn nghệ sĩ đấy, thế và các bệnh viện thì đâu có nhiều lắm đâu. Thế nhưng mà nếu mà mỗi một nghệ sĩ trong một năm chỉ cần một, mỗi người bỏ ra một lần thôi, đi vào các bệnh viện hát cho các y bác sĩ nghe, thì như thế là mình thấy rằng là đã có một cái không khí âm nhạc nó ở khắp các bệnh viện trên cả nước, và các y bác sĩ sẽ cảm thấy là được động viên tinh thần rất là nhiều. Thì ban đầu cái ý tưởng này là vào hát cho các y bác sĩ nghe. Wow. Nhưng trong suốt 2 năm tiếp theo, khi mà mình trăn trở, mình xây dựng cái format chương trình, thì mình nhận thấy rằng là các bệnh nhân cũng rất cần được động viên bằng những cái liều thuốc tinh thần như thế. Tất cả những người trong bệnh viện, không ai thích vào bệnh viện,
Đúng. Thế cho nên là sau đó thì là mình đến năm cuối năm 2011 thì mình bắt đầu triển khai chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện, và đến bây giờ là cũng được 9 năm. Vâng. Sở dĩ mà Bích Liên muốn hỏi chị Linh quay trở lại cái quãng thời gian về trước, ý tưởng từ đâu để có thể có được ý tưởng để xây dựng nên các cái chương trình âm nhạc đến bệnh viện, thì là bởi vì là hôm nay chúng ta có dành một cái thời gian rất là dài để trò chuyện và để chia sẻ những cái nỗi khó khăn vất vả của các bác sĩ đang hàng ngày chiến đấu với cái bệnh dịch đang lan tràn trên toàn thế giới. Và chị Linh đã trả lời đó là với những cái yêu cầu ban đầu, đó là những cái ước muốn của một vị bác sĩ mà chị đã có ý tưởng để xây dựng nên chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện. Thì chắc chắn với những ngày đầu tiên cái chương trình đó thì chị Linh chắc chắn phải gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì như chị nói là không ai muốn đến bệnh viện. Đúng là như vậy. Và với các nghệ sĩ thì chắc chắn là họ, để thuyết phục được họ đến với các cái chương trình của mình, thì chị Linh chắc chắn là cũng sẽ phải có những cái tâm huyết rất là lớn khi mà trao đổi với họ, thì mới có thể mang được những nghệ sĩ đến để phục vụ cho những người bác sĩ, những bệnh nhân đang hàng ngày sống trong bệnh viện, đúng không ạ? Vâng, thực ra là những cái ngày đầu tiên thì nó gặp quá nhiều khó khăn, mà tôi thì ít khi nói về khó khăn lắm. Tôi thì thường thì thích nhìn vào những cái thứ mà nó tích cực hơn. Bởi vì khó khăn thì đương nhiên mình nghĩ là mọi người đều nói là vạn sự khởi đầu nan, thì mình trước khi mình bắt tay vào làm chương trình thì trong suốt 2 năm chuẩn bị đó thì cũng đã gặp rất là nhiều khó khăn rồi. Thế cho nên là đến khi mà nó có xảy ra, nó có những cái khó khăn nó đến như vậy thì mình cũng cho là cái điều bình thường. Mình đã biết trước rồi mà, thì mình kêu ca làm gì nữa. Nhưng mà những cái ngày đầu tiên thì khó khăn đến không phải là chỉ từ các bệnh viện đâu. Ngay từ ban đầu khi mà Linh có cái ý tưởng về một cái chương trình phục vụ âm nhạc miễn phí cho bệnh viện, thì nói thật đã có những cái ý kiến là hồ nghi rồi. Mọi người nghĩ rằng là chắc là lại vào bệnh viện để đánh bóng tên tuổi. Thế xong có người còn hỏi trêu mình, nhưng mà chả biết là đùa hay thật, bảo là sao không đặt tên là chương trình Thái Thùy Linh và những người bạn. Thế thì mình đã bỏ qua tất cả những cái nghi hoặc và cả những lời gièm pha vào những cái ngày đầu tiên đó, và để quyết tâm làm cái chương trình này. Nhưng mà quả đúng như là Liên dự đoán ấy, thì những cái ngày đầu tiên thì chính các cái người đồng nghiệp của mình không phải ai cũng đồng thuận đâu, không phải ai cũng vui vẻ nhận lời ngay. Vâng. Có những người thì hiểu, nhưng mà cũng có những người thì mình nói chuyện đến 30 phút điện thoại nhưng mà vẫn không nhận lời. Vâng. Thực ra lúc đấy nghĩ cũng tủi thân đấy. Mình nghĩ là thứ nhất là cái chương trình nó rất ý nghĩa như thế, rồi là bản thân mình cũng là một cái người cũng khá là có cái chữ tín, nghĩa là mình là cái người nói và làm nó rất là song hành với nhau, mà tại sao mà bạn đồng nghiệp của mình vẫn không tin. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là thôi thì hãy phải mình cứ chứng tỏ bằng những cái việc rất là thực tế đi, mình cứ làm đi đã. Thế cho nên là những cái ngày đầu tiên đấy thì chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện cực kỳ là khiêm tốn. Chúng tôi chỉ có vài nghệ sĩ thôi, và chúng tôi thậm chí là đứng hát ở trên lòng đường ấy. Tôi nhớ rằng trong một cái chương trình ở bệnh viện Bạch Mai là chúng tôi đứng ngay ở trên mặt bên cạnh cái lối đi. Đứng trên mặt sân như này còn đang lổn nhổn, và cái bạt để có tên chương trình thì được treo lên, sau đó có buộc 2 cục gạch ở dưới cho gió nó đỡ bay. Thì từ những ngày đầu là đã rất là khó khăn như thế. Với một cái sân khấu rất là đơn sơ và những cái điều rất là khó khăn từ những buổi đầu, chắc lẽ vì là hôm nay chị Thái Thùy Linh có những cái chia sẻ mà cũng rất là lâu rồi không nói về những cái khó khăn của chương trình, mà có lẽ vì thế hôm nay chúng ta có rất nhiều cuộc điện thoại giao lưu từ các quý thính giả đang gọi về cho chương trình. Và ngay bây giờ thì Bích Liên sẽ kết nối với vị thính giả đầu tiên đặt câu hỏi cho ca sĩ Thái Thùy Linh. Alo ạ. Alo ạ, chào chương trình và chào ca sĩ Thái Thùy Linh ạ. Vâng, xin mời anh đặt câu hỏi cho ca sĩ Thái Thùy Linh nhé. Tôi thính giả ở Nguyễn Văn Tú ở Phú Xuyên mà. Tôi muốn đặt câu hỏi với cả ca sĩ Thái Thùy Linh. Các chương trình thiện nguyện của ca sĩ Thái Thùy Linh đã được nói rất nhiều rồi. Nhưng bây giờ những cái dịp mà sắp sửa ngày Thầy thuốc Việt Nam thì các cái điều gì tâm đắc nhất với Thái Thùy Linh trong ngày này? Và tôi muốn Thái Thùy Linh hát tặng tôi một bài hát là Cô Gái Ngành Y ạ. anh Tú đúng không ạ? Dạ vâng. Em chào anh. Chắc là anh vừa mới lắng nghe chương trình đúng không ạ?
Đúng rồi. Vâng, tại vì là lúc nãy thì là có một bài hát nhưng mà là bài Bác sĩ ơi nụ cười của ca sĩ Tùng Dương đúng không ạ? Vâng. Thì trước tiên là cảm ơn anh đã gọi điện cho chương trình để nói chuyện với em. Tiếp theo là vâng, những cái chia sẻ hay là những cái điều mà tâm đắc thì em thực sự với anh là em có rất nhiều điều muốn nói về với các y bác sĩ và với tất cả mọi người để chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Chúng ta có thể nhìn nhau một cách nó yêu thương, nó thông cảm, nó chiều mến hơn. Và em rất là mong anh sẽ tiếp tục lắng nghe chương trình, bởi vì là cả chương trình hôm nay em sẽ nói về những điều em tâm đắc. Rồi, cảm ơn Linh, và cũng muốn chúc cho các cái chương trình thiện nguyện của nhóm của các bạn nhiều các cái chương trình cho điều đến với y bác sĩ và bệnh nhân nhiều hơn ạ. Dạ. Vâng, xin cảm ơn anh. Cảm ơn anh Tú. Và về cái yêu cầu của anh về bài hát Cô Gái Ngành Y thì em xin trình bày là như thế này. Hôm nay đến đây em đã chuẩn bị hai bài hát để tặng cho chương trình. Nhưng hôm nay vì là một cái ngày rất là đặc biệt cho nên em xin phép là chúng mình sẽ tặng bài hát cho các y bác sĩ, cho những nhân viên y tế, chính là những chiến sĩ bây giờ đang ngày đêm là như mọi người nói đấy, là đang chiến đấu để chống lại dịch bệnh. Thì ca khúc đầu tiên mà Linh xin được gửi tặng đến mọi người, đó là một sáng tác của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh, bài hát Tự Nguyện. Bởi vì là hơn lúc nào hết, Linh thấy được cái tinh thần tự nguyện, tinh thần hy sinh vì người bệnh, vì nhân dân, nó đang rất là mãnh liệt ở trong các y bác sĩ, và không phải chỉ riêng các y bác sĩ, nhân viên y tế của Việt Nam đâu, mà cả trên thế giới nữa. Thì các bác y bác sĩ đang là những chiến sĩ ở tuyến đầu và đang phải chịu... Vâng, và bây giờ thì âm nhạc đã nổi lên rồi. Chúng ta sẽ cùng nghe ca sĩ Thái Thùy Linh hát bài hát Tự Nguyện, một sáng tác của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh. Nếu là chim, tôi sẽ làm loài bồ câu trắng. Một đóa hương dương, nếu là mây tôi sẽ làm một vầng mây ấm, là người tôi sẽ chết cho quê hương, là chim tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm từ nam ra ngoài bắc. Trái tim ngất say hòa bình, là mây theo làn gió tôi bay khắp trời, nghìn xưa oai hùng đó nên xin tiếp lời, là người xin một lần khi nắm xuống nhìn anh em đứng lên cắm cao ngọn cờ. Nếu là hoa tôi sẽ làm một đóa hương dương, nếu là mây tôi sẽ làm một vầng mây ấm, là người tôi sẽ chết cho quê hương. Trái tim nó say hòa bình,
lên cắm cao ngọn cờ. Là người xin một lần khi nắm xuống nhìn anh em đứng lên cắm cao ngọn cờ. Chị Kim Sa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi ca sĩ Thái Thùy Linh hát bài hát Tự Nguyện, một sáng tác của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh. Và với những ai đang theo dõi livestream của chúng tôi thì quý vị các bạn có thể thấy là khi mà chúng tôi phát bài hát này thì ca sĩ Thái Thùy Linh hát theo rất là nhiều. Chị Thái Thùy Linh ơi, với những điều mà chị đã chia sẻ từ trước, từ trong chương trình hôm nay thì rõ ràng là chị có rất là nhiều cái kỷ niệm gắn bó với bệnh viện, bởi vì chị một cái chuỗi dự án mang âm nhạc đến bệnh viện của chị đã có rất là nhiều năm hoạt động, và với rất nhiều người nghệ sĩ cũng gắn bó với chương trình của mình thì chắc chắn là vừa qua mỗi chương trình chị đều có được những cái trải nghiệm riêng cho bản thân và những cái niềm cảm phục dành riêng cho các vị y bác sĩ. Thì chắc là hôm nay chị cũng sẽ có rất nhiều điều chia sẻ với các bác sĩ đúng không ạ? Linh vào bệnh viện nhiều đến mức mà có rất nhiều người tưởng là Linh làm ở Bộ Y tế. giống như có một thời gian khi mà Linh phát hành album bộ đội và hay hát ở chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ thì mọi người tưởng là Linh làm bên quân đội. Nhưng mà quả thực là rất nhiều người nghĩ là Linh làm ở Bộ Y tế đấy. Thì Linh chưa có làm ở Bộ Y tế ngày nào, nhưng mà cũng được lên bộ vài lần rồi để trình bày về để biểu diễn báo cáo về cái chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện, bởi vì là nó bây giờ tận 9 tuổi rồi. Vâng. Cháu cũng hơi lớn. Thì vào bệnh viện nhiều như thế thì đương nhiên là mình sẽ có rất là nhiều những cái kỷ niệm và những cái trải nghiệm. Linh phải quay lại một chút là thực ra từ trước không phải là đến khi mình làm chương trình rồi mình bắt đầu mới có cái sự thấu hiểu và cái sự có cái lòng biết ơn với các y bác sĩ đâu, mà bởi vì là từ trước đó, từ rất là lâu rồi thì trong gia đình mình cũng có những cái lúc mà mình cũng phải vào bệnh viện để chăm người thân. Và nói thật là khi mà đứng giữa những cái ranh giới cái sống và cái chết ấy, thì mình mới biết thực sự là lúc đấy là rất là thấm, rất là biết là cái gì nó là quan trọng. Và chính vì khi mà mình đã sống ở trong bệnh viện hàng tháng trời ấy, thì mình mới hiểu được là tất cả những cái áp lực của các y bác sĩ. Từ những cái ngày mình còn thanh niên thôi, thì mình đã có những cái rất là cái trải nghiệm rất là thấm thía. Và sau này nữa thì khi mà trong suốt 9 năm vừa rồi mà đi hàng biết bao nhiêu các bệnh viện và có những cái giây phút bên lề đấy, không phải là chỉ đến bệnh viện là hát như mọi người nhìn thấy đâu. Vâng. Mà có cả những cái lúc chúng mình đến để chuẩn bị rồi là làm những cái chương trình khác nữa. Vâng. Để mà sát cánh với các bệnh viện, ví dụ chẳng hạn những chương trình hiến máu này, những chương trình về cộng đồng. Vâng. Hoặc thỉnh thoảng mình được mời làm giám khảo để chấm thi cho các y bác sĩ, thương. Vâng. Lắm, có nhiều bệnh viện thì khi mà các bác sĩ liên hệ với mình mà rất là rụt rè và ngỏ ý là muốn mời Linh đến để làm giám khảo để chấm cái một cái cuộc thi văn nghệ rất là nhỏ, nhưng sau đó các anh chị trình bày là em ơi nhưng mà bệnh viện của chị thì nhỏ lắm, mà cái hội trường thì nó nhỏ xíu à, nó không có đẹp đâu. Vâng. Thế rồi là âm thanh nó cũng không xịn,
mà chị nói, mà bọn chị nói thật là cái quỹ công đoàn của bọn chị cũng không có bao nhiêu tiền, thì thực ra rất là muốn mời Linh và được mời các nghệ sĩ về để động viên tinh thần của các y bác sĩ, nhưng mà nhiều khi các chị cũng ngại, thì mình bảo ôi chị ơi, chị không, chị đừng có ngại, bởi vì em nghĩ là không phải riêng em đâu mà có rất nhiều nghệ sĩ khác chắc chắn là sẽ luôn sẵn sàng mà lên đường đến để động viên tinh thần các y bác sĩ, vì các anh chị đã chữa bệnh trong suốt cả một năm rồi. Thế bây giờ mình bỏ một buổi đến để động viên tinh thần thì thực sự là nó rất là xứng đáng. Và Linh chính vì thế trong mấy năm vừa rồi thì Linh cũng đi chấm thi cho các bệnh viện rất là nhiều, hoặc thậm chí là đến Dựng Văn Nghệ giúp. Thế nhưng mà Linh muốn nói thêm rằng là thực ra là đôi khi chúng ta chỉ nhìn vào những cái điều nó tiêu cực thôi. Chúng ta chỉ nhìn những cái tiêu cực nhỏ mà chúng ta không nhìn được những cái khó khăn rất là lớn mà các y bác sĩ và các nhân viên y tế đã phải vượt qua. Người bệnh ở Việt Nam ấy thông thường là hay có cái tâm lý là hay so sánh, so sánh với các bác sĩ nước ngoài. À, bác sĩ người ta như thế chứ, ví dụ xem TV chẳng hạn, xong rồi sau đó bắt đầu so sánh. Nhưng mà mọi người lại không so sánh được những cái điều ngược lại. Một cái điều rất đơn giản thôi là một, ví dụ bây giờ khi mà Linh đi sang khám ở bệnh viện quốc tế nhá, thì theo tiêu chuẩn gọi là đấy, theo cái tiêu chuẩn nước ngoài đấy, thì một buổi sáng một bác sĩ chỉ tiếp độ vài bệnh nhân đến chục bệnh nhân thôi. Nhưng mà ở Việt Nam thì mình đã gặp rất nhiều các bác sĩ nói rằng là một buổi sáng thôi có khi là đã phải khám cho đến khoảng 60 bệnh nhân rồi. Thêm khoảng 40 người vào buổi chiều cũng là một ngày khám hàng trăm bệnh nhân. Thực sự là không có đủ thời gian. Và đôi khi mình cũng ngay như Linh, khi nhiều khi đưa con đi khám thì cũng mong đấy, cũng ước mong là giá như bác sĩ có thể nhẹ nhàng hơn, có thể vui cười hơn, vui vẻ hơn. Nhưng nói thật là nếu bây giờ cứ ngồi đấy, mình ngồi chờ không thôi, mình ngồi ngoài chờ không, không ai có làm phiền gì mình hết ấy, đã rất căng là mình đã mệt mỏi. Mà nói thật là lắm lúc stress phát điên lên ấy. Có những bệnh nhân nói đi nói lại một cái điều mà người ta làm sai là mình đã bị stress rồi. Thế bây giờ các y bác sĩ vừa phải tập trung về chuyên môn, tập trung về chuyên môn, sau đó là trả lời bao nhiêu câu hỏi xong rồi ghi chép xong rồi tì. Mà nói thật là gặp các bệnh nhân thì hầu như cũng có ai tư tỉnh đâu. Các bệnh nhân thì luôn luôn chỉ cảm thấy rằng tôi đang rất là đau, tôi đang rất là khó chịu, tôi cần bác sĩ phải tư tỉnh với tôi, nhưng không nghĩ ngược lại rằng bác sĩ người ta cũng đang rất là áp lực, người ta rất căng thẳng mệt mỏi rồi. Thế thì tại sao bệnh nhân không niềm nở một tí để cho cái người y bác sĩ người ta khám, người ta cũng cảm thấy là được thấy vui phấn vẻ, chấn hơn, đúng rồi, người ta cũng có được truyền một chút năng lượng hơn. Thành ra là cứ trách hờn nhau như thế. Thế và mình thì mình, quan điểm của mình cho rằng nếu cần phải ưu tiên, mình nghĩ rằng là vẫn nên ưu tiên cho các y bác sĩ hơn, vì đấy là những người sẽ quyết định cái việc thành công, cái hiệu quả của cái việc khám chữa bệnh, đúng không? Và đấy là điều mà cả hai bên cùng mong muốn. Thì thôi, tốt hơn hết là chúng ta hãy nghĩ là chúng ta là người cần phải, ok, đang rất là đau rồi, nhưng mà các y muốn có được kết quả tốt nhất thì chúng ta hãy vào và chúng ta hãy niềm nở với y bác sĩ. Và Bích Liên thì rất là đồng cảm với việc mà chị Thái Thùy Linh vừa chia sẻ, đó là khi mà chúng ta đến một bệnh viện quốc tế, chúng ta khám chữa bệnh theo dịch vụ, chúng ta phải trả rất nhiều tiền. Các bác sĩ từ đó họ cũng được hưởng cái thêm thù lao rất là đáng kể. Nhưng với các bác sĩ mà hiện tại đang thực hiện ở các bệnh viện công, và đặc biệt là các bác sĩ mà thường xuyên tham gia những cái công việc thiện nguyện, thì chắc chắn họ gặp rất là nhiều khó khăn. Bản thân chỉ có một vài lần mà Bích Liên vào đến bệnh viện khám mà mình cũng không bị bệnh nặng, mà mình còn thấy rất là căng thẳng. Huống hồ gì hàng ngày bác sĩ tiếp rất là nhiều bệnh nhân bệnh nặng, và cái công việc căng thẳng cùng với lại những cái trang thiết bị cũng chưa thật sự là chưa thể đáp ứng được hết những cái nhu cầu mà các bác sĩ cần để làm cho công việc của mình. Chắc hẳn với những cái điều mà đồng cảm đấy thì chị Thái Thùy Linh cũng đã gặp rất là nhiều cái câu chuyện mà đáng để nhớ, và chị hãy kể về một cái câu chuyện nào đáng nhớ về cái tình người của bác sĩ dành cho bệnh nhân. Có lẽ là mình cái câu chuyện mà thôi, mình kể một cái câu chuyện mà trên cái trang cá nhân của mình cũng rất là nhiều người theo dõi và nhiều người biết cái vụ việc này. Đấy là vào cách đây khoảng 3 năm, thì lúc đó là có một bệnh nhân rất là đặc biệt, là một người Trung Quốc. Đó là khi mà đi sang Việt Nam để công tác thì bạn ấy bị đuối nước. Bạn ấy đuối nước ở tận trong Hội An. Đuối nước ở đây có nghĩa là bạn ấy suýt chết đuối. Nhưng mà lúc ấy tình trạng là rất là nặng và đã bị ảnh hưởng đến não rồi. Bạn ấy là hôn mê rồi. Thế thì mình khi mà biết được cái trường hợp rất là đặc biệt của bạn ấy, thì là trước tiên là mình là liên hệ ở trong trong Đà Nẵng ấy, trong phía Đà Nẵng để được hỗ trợ ở trong phía Đà Nẵng. Nhưng mà cái khúc phía sau là cái hành trình để mà đưa bạn ý làm sao để bạn ấy trở về Trung Quốc được. Thì đấy là cả một cái hành trình rất là gian nan, và mình đã nhận được cái sự hỗ trợ rất là
là tích cực, rất là nhiệt tình và rất là lớn lao từ tập thể của y bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức. Lúc đó là bác sĩ Trần Bình Giang là giám đốc bệnh viện đã trực tiếp chỉ đạo. Bởi vì là rất là khó khăn, vì bạn biết là chuyển một cái người đang hôn mê, vẫn đang hôn mê từ trong Đà Nẵng đi ra thì thứ nhất là đi bay là không bay được rồi. Vâng. Do đó là phải thuê xe và phải có bác sĩ phải đi để đón cái người, phải có bác sĩ đi kèm chứ, trong một cái tình trạng rất là nặng. Thì ra Bệnh viện Việt Đức, sau đó là lại phải được hồi sức ở Bệnh viện Việt Đức, bởi vì cả một cái quãng đường rất là xa, đi từ Hội An ra mà. Vâng. Đi từ Đà Nẵng ra thì một cái quãng đường xa như thế, sau đó là phải hồi sức cấp cứu, lại cử bác sĩ từ đây, từ Hà Nội là Tháp Tùng để đi máy bay về Trung Quốc. Và cái rất là kỳ diệu là cái người bệnh nhân đó đã hồi phục, đến bây giờ là tình trạng của bạn đã khá rất là nhiều, bạn đã có thể nói đi lại được. Và lúc đó là gần như là tưởng là chỉ là chuyển về Trung Quốc để chút hơi thở cuối cùng luôn đấy. Nghĩa là tình trạng nặng đến mức như thế. Thì đấy là một trong rất là nhiều những cái câu chuyện mà mình thấy là lúc đó thì các bác sĩ là đã đặt cái tình người lên trên, và lúc đấy không có phân biệt gì về Trung quốc tịch, về quốc tịch hay là về dân tộc gì cả. Thế nhưng mà đấy là một trong những cái kỷ niệm mà mình rất là nhớ và luôn luôn biết ơn những cái người y bác sĩ, đúng là những người gọi là những ông tiên bà tiên áo trắng ấy. Vâng, cái câu nói mà chị Thái Thùy Linh vừa nói thì Bích Liên nhìn thấy rõ ràng là trong mắt chị Thái Thùy Linh đang rưng rưng. Nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi livestream thì có thể nhìn thấy, tuy là chị cười thôi nhưng trong ánh mắt chứa chan rất là nhiều tình cảm. Và chị Thái Thùy Linh thân mến, tuy là chúng ta không có nhiều thời gian để trò chuyện, nhưng mà thông qua những cái theo dõi của Bích Liên, theo dõi trên trang cá nhân của chị, theo dõi những hoạt động của chương trình thiện nguyện mang âm nhạc đến bệnh viện, thì Mỹ Liên cảm thấy rất là cảm phục những cái người nghệ sĩ, và đặc biệt là chị Thái Thùy Linh, chủ nhiệm của cái dự án mang âm nhạc đến bệnh viện. Và thông qua đây thì Bích Liên nghĩ là chị Thái Thùy Linh cũng sẽ có những cái câu cảm ơn dành cho những người y bác sĩ mà chị đã cảm thấy rất là cảm phục trong nhiều năm vừa qua. Nhân đây thì chị sẽ gửi một lời cảm ơn đến các vị y bác sĩ. Linh nghĩ rằng là một cái lời cảm ơn là không đủ ấy. Mà Linh nghĩ là đặc biệt là trong cái thời điểm hiện nay, khi mà các cái dịch bệnh COVID-19 nó đang hoành hành, và Linh nghĩ là không phải chỉ riêng các cái bệnh viện mà để được phân công nhiệm vụ để điều trị cho các bệnh nhân mà của cái đại dịch này đâu, mà tất cả các bệnh viện khác, thì Linh nghĩ rằng là các y bác sĩ đều đang rất là căng thẳng, đúng là phải gồng mình lên để mà vừa cứu chữa cho bệnh nhân, và vừa lại cũng phải tự bảo vệ bản thân mình khỏi cái dịch bệnh này. Thì Linh ước mong là các y bác sĩ, các nhân viên y tế sẽ có một cái sức khỏe dồi dào và giữ được một cái tinh thần, một cái ý chí. Tinh thần thì minh mẫn, ý chí thì mạnh mẽ, và sẽ nhận được cái sự cảm thông, cái sự yêu quý và ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa từ tất cả những cái người bệnh, những người dân, để có thể là làm tốt được cái nhiệm vụ cả. Đúng rồi, những cái nhiệm vụ cao cả của mình, và hãy được tận hưởng một tuần lễ của niềm vui và hạnh phúc nhân cái ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ rất chân tình và câu chuyện, rất là nhiều câu chuyện thú vị xung quanh các hành trình để mang âm nhạc đến bệnh viện của chị Thái Thùy Linh. Và chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Nếu Có Yêu Tôi, một sáng tác của Trần Huy Đức và Ngô Tịnh Yên, qua giọng hát của ca sĩ Thái Thùy Linh ngay sau đây ạ. Ngày mai đến lúc tôi xa người, đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi. Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn. Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ, đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời. Đừng đợi ngày mai, biết đâu tôi nằm im hơi. Tôi chẳng
làm sao tạ lỗi của người. Dồn dàng một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui,